Nên thưa quý vị, khi mà chúng ta đã từng nghe những cái bài không hẳn là một sự chia ly, bởi vì chúng ta chia tay nhau trong 3 tháng hè rồi, chúng ta cũng sẽ gặp lại vào mùa thu tới. Thank you.
chương trình chúng ta thì nhiều, nhưng mà tôi nghĩ là tất cả mọi người cũng có thể đóng góp tiếng hát của mình cho tới đây. Thì mặc dù chúng ta còn tới 2 tiếng đồng hồ nữa, nhưng mà bà con là đi về hết rất là lấy làm tiếc. Bây giờ xin mời tất cả quý vị ra sân nhảy đi. Tôi hát bài cuối cùng rồi chúng ta chia tay. Tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Không, tôi không còn tôi đối với nhau. Thôi đành, em là tiếng sau. Tình mình có nghĩa gì đâu. Tình mình cả lắm từ đâu. Cái tóc rồi. Cái này không xuống. Lâu lâu cái chỗ không được.
Một thằng là trên một thằng.